Xin kính chào bà con, xin kính chào tất cả các quý vị đã đến với bản tin nóng buổi chiều ngày 4 tháng 3 năm 2021 của Giá Nhân Lân. Hôm nay tôi sẽ kể với bà con một câu chuyện, một nhân vật mà như chúng ta nhìn thấy trên màn hình, đó là tên Nguyễn Quang A. Và chúng ta nhìn rõ kỹ thì chúng ta có thể thấy, để tôi có thể phóng to cái dòng chữ này lên cho bà con xem. Vâng, chúng ta có thể nhìn rõ rằng tôi thách Đảng Cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar. Đây là một bức ảnh mà Nguyễn Quang A đã đưa lên trên mạng xã hội thời kỳ mà Myanmar đang có một cuộc cách mạng dân chủ. Thời gian đó thì báo cáo bà con là Myanmar đang sống dưới sự lãnh đạo của lực lượng quân đội. Đất nước Myanmar thì từ trước đến nay đa số là do quân đội nắm quyền. Và ngay cả nước Mỹ và tất cả các nước trên thế giới, kể cả tổ chức Liên Hợp Quốc, cũng lên án Myanmar về cái chế độ độc tài quân sự. Chính vì vậy cho nên là Myanmar đã bị một lệnh cấm vận triệt để. Thậm chí Myanmar còn bị cấm vận hơn cả Việt Nam. Đó. Rồi sau đó thì dưới sức ép của rất nhiều các tổ chức quốc tế cũng như của Mỹ và rất nhiều nước thì buộc lòng chính quyền quân đội của Myanmar đã phải chấp nhận việc đầu tiên là thả một con người mà cho đến bây giờ người dân Myanmar vẫn tôn là vị anh hùng dân tộc, đó là bà Aung San Suu Kyi như chúng ta nhìn thấy ở trên ảnh đấy. Bà Aung San Suu Kyi này là người đứng lên đấu tranh đòi hủy bỏ chế độ độc tài ở tại Myanmar và thành lập ra chính phủ do dân bầu, hay còn có thể gọi là chính phủ không độc tài, chính phủ do tự do. Vâng. Và bà Aung San Suu Kyi này đã bị bắt giữ, giam trong tù mười mấy năm. Sau khi mà cái phong trào đấu tranh đã lên đến cao trào của thế giới và của người dân trong nước thì chính quyền quân đội đã nhượng bộ. Và lập tức bà Aung San Suu Kyi đã được thả. Việc đầu tiên là bà được thả ra khỏi nhà tù. Và rất nhanh chóng thì chính quyền quân đội của quân sự của Myanmar cũng chấp nhận là sẽ có một cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc. Và nếu như ai trúng cử thì đảng phái nào trúng cử thì sẽ được lãnh đạo đất nước. Lập tức bà Aung San Suu Kyi đã nhanh chóng thành lập ra một cái đảng riêng của mình. Nhưng mà có một cái điều chớ trêu là kính thưa bà con rằng bà Aung San Suu Kyi lại theo luật pháp của Myanmar, theo hiến pháp và luật pháp quy định thì nếu những người mà có vợ hoặc chồng là người nước ngoài thì không được phép tham gia chính trường ở Myanmar, hay có thể gọi là không được làm lãnh đạo của đất nước Myanmar. Và chính vì vậy bà Aung San Suu Kyi này lấy một ông chồng người Anh, cho nên bà đã không được quyền đứng ra để tranh cử chức tổng thống. Thế lập tức thì bà đã đưa người lái xe của bà và cũng có lẽ là người thân cận lên làm chủ tịch của cái đảng của bà ấy, và đồng thời đứng ra để tranh cử chức tổng thống. Và tất cả dư luận trên thế giới và đất nước Myanmar cũng thừa biết đảng của bà Aung San Suu Kyi chắc chắn sẽ trúng cử trong cái đợt bầu cử đó. Và ngay lập tức thì ở Việt Nam, Nguyễn Quang A và đồng bọn trong nhóm NUU cũng như những kẻ chống đối lên tiếng rằng đã đến lúc Việt Nam cũng phải có Aung San Suu Kyi. Rồi thậm chí các đài của các thế lực nước ngoài thù địch như BBC, như RFA, như VOA thời gian đó cũng lại lên tiếng bình luận, rồi mời các kẻ chống đối trong nước lên hội luận, hội thảo, vân vân. Và tất cả bọn chúng đều muốn rằng Việt Nam cũng giống Myanmar có một Aung San Suu Kyi xuất hiện. Câu chuyện này thì cái kết nó có hậu hay không? Còn những vấn đề thì báo cáo với bà con, tôi cũng đã nói với bà con ở những bản tin trước rồi. Câu chuyện Aung San Suu Kyi ở Myanmar và điều mong muốn của Nguyễn Quang A và đồng bọn nó có hậu hay không? Thì xin khẳng định với bà con là không. Tất cả thế giới cũng như là tất cả những người muốn đấu tranh cho dân chủ ở trên thế giới rất mừng khi Aung San Suu Kyi đã trúng, cái đảng của Aung San Suu Kyi đã được đa số phiếu bầu và người
của đảng đó cử ra tranh cử tổng thống đã trúng cử tổng thống, đó là ông lái xe riêng của bà Aung San Suu Kyi. Nhưng mà mọi người thì thừa biết là bà Aung San Suu Kyi vẫn là người điều hành chính đất nước Myanmar. Rất nhiều nước, rất nhiều tổ chức quốc tế đã trao cho Aung San Suu Kyi những phần thưởng giá trị, danh giá. Có thể nói là Aung San Suu Kyi lúc đó là một biểu tượng của nền dân chủ, của dân chủ, của ước mong dân chủ trên thế giới. Trong đó Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều kẻ ước mong như vậy. Nhưng thật trớ trêu, chỉ sau 2 năm cầm quyền, Aung San Suu Kyi đã bị lên án là một kẻ độc tài, giết người vô tội mạng. Đặc biệt là bà đã ra lệnh cho quân đội bắn thẳng vào đoàn biểu tình của những người Bangladesh đang sống ở tại trên đất Myanmar. Ở tại biên giới giữa Bangladesh và Myanmar có một loạt các cái trại tị nạn do cái chế độ độc tài quân sự trước của Myanmar đã dựng lên. Đó là do ở bên Bangladesh có nội chiến và vì vậy người Bangladesh đã tràn sang biên giới Myanmar để sống nhờ, tránh chiến tranh. Lập tức chính quyền độc tài đã dựng lên các cái trại tị nạn cho người Bangladesh và cung cấp lương thực cũng như là những cái vấn đề tối thiểu cho họ để đảm bảo cuộc sống tối thiểu, mặc dù đất nước Myanmar còn rất nghèo. Thế nhưng đến thời của Aung San Suu Kyi dân chủ thì bà Aung San Suu Kyi ra lệnh đuổi tất cả những người Bangladesh đó về nước. Và những người Bangladesh đó thì rất muốn được ở lại sinh sống, dù là chỉ là di tản tị nạn ở đấy thôi. Vì hiện nay ở bên nước Bangladesh thì tình hình chính trị vẫn không ổn định và tính mạng người dân vẫn bị đe dọa. Cho nên những người đã sang bên Myanmar thì mong muốn được ở lại để ở nhờ, nó ngắn gọn là như vậy. Nhưng bà Aung San Suu Kyi thì dứt khoát là không đồng ý. Và chính vì vậy đã nổ ra những cuộc biểu tình của người Bangladesh ở các trại tị nạn đó. Và nữ dân chủ nổi tiếng thế giới, niềm ước mơ của Nguyễn Quang A và đồng bọn đã ra lệnh cho quân đội bắn thẳng vào đoàn biểu tình đó, giết chết rất nhiều người biểu tình Bangladesh. Lập tức Anh và một số nước ở châu Âu đã thu hồi những cái giải thưởng đã trao cho Aung San Suu Kyi và lên án Aung San Suu Kyi độc tài và dã man tàn bạo. Rồi một số nước yêu cầu Liên Hợp Quốc xem xét lại vấn đề Aung San Suu Kyi và có thể quay trở lại để cấm vận lại Myanmar hoặc yêu cầu Aung San Suu Kyi và đảng của bà ta phải từ chức. Trong thời gian bà Aung San Suu Kyi này lãnh đạo đất nước thì ngoài cái chuyện bà đã đàn áp thẳng tay những người Bangladesh và những cái thế lực đối lập chống đối lại cái đảng của bà ấy, thì người ta còn ghi nhận những lần bầu cử như kiểu quốc hội của Việt Nam chúng ta đấy. Ở bên ý thì tôi không biết Myanmar gọi là cái gì, nhưng mà nó dạng như quốc hội Việt Nam. Thì đã có sự gian lận phiếu bầu của cái đảng mà bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Và chính đây là lý do mà quân đội Myanmar đã làm một cuộc chính biến cách đây một thời gian ngắn. Vâng, chính đó là cái lời cáo buộc của quân đội Myanmar rằng đã có sự gian lận bầu cử. Và lập tức bà Aung San Suu Kyi bị bắt giữ cùng với ông Tổng thống là người lái xe của bà ấy, và một số quan chức lãnh đạo của cái đảng của bà Aung San Suu Kyi đã bị bắt giữ và chính quyền quân đội này đang chiếm quyền lãnh đạo đất nước Myanmar. Ngay lập tức thì Mỹ và các nước lại tiếp tục lên án thế lực quân đội của Myanmar và yêu cầu quân đội phải nhanh chóng trao trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi cũng như phải trao trả quyền lực cho ông Tổng thống. Thế nhưng chính quyền quân đội thì rất khoát khăng khăng rằng họ là những người có tội rất lớn, vì vậy cho nên không thể thả được. Chính quyền quân đội có hứa với các nước cũng như tổ chức Liên Hợp Quốc rằng sẽ tổ chức bầu cử dân chủ trong một ngày gần đây để bầu tổng thống khác, chứ không chấp nhận cho bà Aung San Suu Kyi dã man tàn bạo độc tài và gian lận bầu phiếu bầu làm tổng thống, làm cái đảng của bà được lãnh đạo đất nước. Nhưng mà quốc tế thì vẫn không chấp nhận và nói rằng dù sao thì cái đảng của bà Aung San Suu Kyi vẫn là cái đảng được dân bầu. Rồi nó lại có một cái câu chuyện nữa, đó là người dân Myanmar hiện nay thì có thể nói họ vẫn đang tôn sùng bà Aung San Suu Kyi như là một vị thánh của dân tộc. Và vì vậy sau khi chính quyền quân đội lật đổ bà, đảng của bà Aung San Suu Kyi và bắt giữ bà ấy cùng với các đồng sự của bà ấy, thì lập tức ở Myanmar bắt đầu nổ ra các cuộc biểu tình phản đối, đòi thả bà Aung San Suu Kyi và đòi phải trao trả quyền lực cho cái đảng của bà ấy lãnh đạo đất nước. Có thể nói dân
người dân Myanmar, tôi cho rằng theo theo dõi của tôi đó, thì còn là một đất nước rất lạc hậu. Và cho đến bây giờ thì họ vẫn đang tôn bà Aung San Suu Kyi lên trên đầu. Họ vẽ rất nhiều bức tranh và họ sẵn sàng đội bà ấy ở trên đầu. Chính vì vậy cho nên với cái sự mù quáng của mình thì người dân Myanmar đang đẩy họ vào chính cái thảm cảnh. Mặc dù họ biết rằng là bà Aung San Suu Kyi này cũng đã từng ra lệnh bắn chết rất nhiều người. Cho đến ngày hôm qua, kính thưa bà con, thì báo chí đồng loạt đưa tin đó là ngày đẫm máu nhất từ khi mà bà Aung San Suu Kyi bị bắt. Trong ngày hôm qua thì có gần 40 người chết và được gọi là ngày chết chóc sau đảo chính ở Myanmar. Ngày mùng 3 tháng 3, Liên Hợp Quốc cho biết đây là ngày bạo lực nhất kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. Vâng, theo đó, 38 người đã thiệt mạng khi chính quyền quân sự trấn áp, dập tắt các cuộc biểu tình ở một số thị trấn và thành phố ở nước này. Hôm nay là ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 1 tháng 2. Có 38 người chết, hiện đã có 50 người chết kể từ khi cuộc đảo chính nổ ra và nhiều người bị thương. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Cherish Chapner Buger, cho biết tại New York. Đây không phải là lần đầu tiên mà quân đội Myanmar được phép bắn thẳng đạn thật, chứ không phải đạn cao su, bắn thẳng đạn thật vào đoàn biểu tình. Chính vì vậy trước đây thì cũng đã có một vài cuộc đã có người chết, nhưng số lượng người chết thì chưa nhiều. Nhưng đến hôm qua, ngày 3 tháng 3, thì số lượng người chết đã tăng lên đến 38 người. Tổng số người chết từ khi cuộc biểu tình nổ ra là trên 50 người và hiện tại còn rất nhiều người bị thương cũng như bị bắt giữ. Một cơ quan cứu trợ cho biết trong những người thiệt mạng có 4 trẻ em. Truyền thông địa phương của Myanmar đưa tin hàng trăm người biểu tình đã bị bắt. Các nhân chứng kể lại cảnh sát và binh lính đã nổ súng bằng loạt đạn bắn trực tiếp vào người biểu tình mà không đưa ra cảnh báo. Thật kinh khủng, đó là một vụ thảm sát không có từ ngữ nào có thể diễn tả hoàn cảnh và cảm xúc của chúng tôi. Reuters dẫn lời nhà hoạt động Thisa Junler Y cho biết. Có thể nói hiện nay đất nước Myanmar đã đang thành trở thành một cái chảo lửa và tôi nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều vấn đề chết chóc xảy ra ở trên đất nước Myanmar. Hiện nay một số nước đã yêu cầu Liên Hợp Quốc và Liên Hợp Quốc thì cũng đã tổ chức một cuộc họp và cũng đã ra nghị quyết yêu cầu chính quyền quân sự ở Myanmar hãy trao trả lại quyền lãnh đạo cho cái đảng của bà Aung San Suu Kyi nhưng không được chấp nhận. Hiện nay có một số nước đứng đầu là Mỹ đang đề nghị Liên Hợp Quốc cái họp kín và khả năng Myanmar có khi trở thành Iraq là rất có thể. Đó là họ Mỹ đang gây sức ép với Liên Hợp Quốc để tổ chức một sự can thiệp quân sự vào Myanmar như đã từng làm với Iraq, như đã từng làm với Libya. Đối với Iraq thì báo cáo với bà con là cái lần trước thì Liên Hợp Quốc đồng ý cho can thiệp quân sự, nhưng lần sau thì thời gian mà ông Bush cha thì Liên Hợp Quốc đồng ý. Nhưng đến lúc thời gian ông Bush con cũng lên làm Tổng thống của Mỹ thì lúc đó Liên Hợp Quốc không đồng ý. Nhưng nước Mỹ dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Bush con vẫn đơn phương một mình tấn công vào đất nước Iraq và lật đổ Tổng thống Saddam, chính quyền Tổng thống Saddam Hussein và sau đó bắt giữ và giết chết ông ấy. Đó, có thể nói người Mỹ đang lộng hành ở trên thế giới này rất dữ dội. Và đến bây giờ, theo những nguồn tin thân cận, thì Mỹ cũng đang gây sức ép với Liên Hợp Quốc. Hãy ra một nghị quyết yêu cầu lực lượng chính quyền quân đội hiện nay ở Myanmar phải trao trả lại chính quyền về tay của đảng của bà Aung San Suu Kyi. Và nếu không, thì khả năng một đội quân hỗn hợp của quốc tế sẽ can thiệp vào Myanmar, như đã từng can thiệp vào Iraq hoặc Libya và một số nước. Có thể nói rằng, người dân Myanmar hiện nay, đất nước Myanmar hiện nay đang là đất nước mà người dân khổ nhất trong các nước Đông Nam Á. Myanmar đã xin vào các nước ASEAN sau Việt Nam, Lào và Campuchia thì Myanmar cũng đã được sáp nhập trở thành nước thứ 10 của khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng hiện tại cho đến bây giờ thì người dân Myanmar trước đây sống dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân đội và bị cấm vận, cho nên đất nước Myanmar không phát triển được. Đến bây giờ thì
Mặc dù đã được dân chủ một thời gian, nhưng đất nước cũng không khá hơn. Và vì vậy, cho nên chính quyền quân đội lại quay trở lại nắm quyền. Và bây giờ thì đang có một sức ép rất lớn từ quốc tế. Nói về Việt Nam chúng ta, thì Việt Nam cũng có một thiệt thòi, tổn thất lớn. Đó là công ty Viettel, một trong những công ty mà đã chiếm lĩnh được thị trường viễn thông của Myanmar. Hiện nay Viettel đang là đối tác chính về viễn thông của Myanmar. Ngoài cái phủ sóng điện thoại di động thì mạng internet hiện nay của Viettel cũng đang chiếm thị phần rất lớn ở Myanmar. Nhưng rất tiếc, hôm vừa rồi theo một tờ báo đăng thì một cơ sở của Viettel ở bên tại Myanmar cũng đã bị tấn công. Hiện tại thì đất nước Myanmar đang chìm trong khói lửa của bạo lực, và chính vì vậy tất cả mọi công việc đều đã bị ngừng trệ. Nếu nay mai mà Myanmar tiếp tục bị can thiệp bằng quân sự của nước ngoài và lệnh cấm vận càng ngày càng siết chặt hơn, thì nhân dân Myanmar lại càng đi đến con đường cùng khổ. Xin khẳng định là như vậy. Vì chúng ta biết hiện nay đất nước Iraq, mặc dù theo ý kiến của Mỹ, đất nước Iraq, đất nước Libya là theo ý kiến của Mỹ và các nước phương Tây rằng đánh đây là đánh những kẻ độc tài, nhưng chúng ta thấy khổ nhất vẫn là gì? Vẫn là người dân. Hiện nay người dân Iraq, người dân Libya đang phải trông chờ vào những cái đồ ăn, những cái đồ viện trợ, cứu trợ gọi là nhân đạo của tất cả các tổ chức quốc tế đến, và nếu như không có thì chắc chắn chết đói hàng loạt, dịch bệnh, tất cả các mọi cái. Và như tôi đã nói, những đống đổ nát của chiến tranh cách đây 15-20 năm vẫn còn nguyên vẹn, không có ai dọn dẹp cả. Vậy liệu đất nước Myanmar có trở vào thảm cảnh đó hay không? Nó phụ thuộc chính vào người dân Myanmar. Hiện tại, bây giờ người dân Myanmar đang chống đối lại cái chính quyền quân đội rất mạnh mẽ. Và chính quyền quân đội thì cũng không nương tay và đã bắn thẳng vào đoàn biểu tình. Có thể nói, thảm cảnh ở đất nước Myanmar đang diễn ra một cách rất thê thảm. Và chúng ta, những người bạn của Myanmar, những người cùng khối ASEAN, rất đau lòng. Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á đã lên tiếng rất mong muốn Myanmar hãy ổn định trở lại về tình hình chính trị, và người dân hãy đoàn kết với quân đội, với tất cả các lực lượng ở đất nước Myanmar để chung tay xây dựng đất nước, đừng đẩy cái đất nước vào cái thảm cảnh như hiện nay. Nhưng mà theo tôi thì rất khó đấy bà con. Vì hiện tại tất cả đặt hy vọng vào cái chính quyền của bà Aung San Suu Kyi, của đảng của bà Aung San Suu Kyi, nhưng bà cũng không đáp ứng được những cái nguyện vọng của lực lượng quân đội cũng như của quốc tế. Vì như tôi đã nói là có một số nước sau khi đã trao cho bà những cái phần thưởng rất là danh giá thì đã thu hồi lại. Trước khi ngừng lời bài nói chuyện này thì chúng tôi xin mời bà con hãy nhìn lên trên màn hình. Đây là Nguyễn Quang Nga. Sau khi mà Myanmar có Aung San Suu Kyi xuất hiện thì Nguyễn Quang Nga đã cầm một biểu ngữ và viết rằng: tôi thách Đảng Cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar. Nhưng có một điều Nguyễn Quang Nga không hiểu rằng làm hay không thì nó phải do nguyện vọng của người dân. Và người dân Việt Nam thì không ngu dốt như cái bè lũ của Nguyễn Quang Nga và đồng bọn đâu. Người dân Myanmar, người dân Việt Nam biết nhìn nhận, đánh giá sự việc, đánh giá vấn đề. Và chính vì vậy, người dân Việt Nam sẽ tự chủ trong cuộc sống của mình, sẽ biết nhìn vào những cái gì là tốt, những cái gì là không tốt. Và chắc chắn, người dân Việt Nam sẽ quyết định xem mình sẽ ủng hộ cái đảng phái nào, cái chính phủ nào mà lãnh đạo đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước cho dân tộc mình. Và cho tới đến thời điểm này thì đa số người dân Việt Nam đang rất tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính phủ Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, từ lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế. Mặc dù ở trong đảng còn có những con sâu mọt lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để đục khoét tiền của nhân dân, của đất nước, nhưng các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng vẫn đang đứng ra để chống lại bọn chúng. Và đã có hàng nghìn kẻ vào lò của Bác Trọng và tiếp tục
ngay đầu xuân mới này cũng đã có một loạt những kẻ tiếp theo bị bắt giữ và chắc chắn sẽ bị xử lý. Như vậy, không có lý do gì mà người dân Việt Nam lại không đặt lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang gặt hái được rất nhiều những thành công trên thế giới, trên đất nước Việt Nam. Vì vậy, cho nên người dân Việt Nam không ngu dốt như Nguyễn Quang Nga và đồng bọn đâu. Ở trên màn hình của các bạn, có một bạn đã thiết kế ra một bức ảnh và ở dưới thì có dòng chữ như sau. Myanmar đảo chính, dân chủ cuội vỡ mộng. Và ở bên phía Nguyễn Quang Nga thì có dòng chữ Quang Nga, mày sang Myanmar mà đòi dân chủ. Đó cũng là câu kết trong cái bản tin nóng ngày hôm nay của tôi xin gửi đến bà con. Rất cảm ơn bà con đã ủng hộ chương trình và đã theo dõi cũng như đóng góp rất nhiều ý kiến cho chương trình của Doãn Như Lân càng ngày càng hoàn thiện hơn. Rất mong bà con chúng ta hãy biểu hiện cái quyết tâm, cái chính nghĩa, chính kiến của mình bằng những comment, bằng những vấn đề đưa vào trong cái bài nói chuyện này để chúng ta cùng biểu thị cái quyết tâm của tất cả người dân Việt Nam chúng ta. Vâng, xin kính chào bà con và xin hẹn gặp lại bà con ở những bản tin tiếp theo.